chính mình, diệt trừ bản ngã của ta, đời vui ung dung ta bước, cho dù mai có cách xa, ta đi tìm về chính mình, diệt trừ bản ngã của ta, bình minh hân hoan chào đón, chiều về tâm sáng thương yêu. Cao tốc này thì nó chạy, nó nối đi sang bên kia là cao tốc Côn Minh của Trung Quốc ấy. Thì cái cao tốc này ạ, nó một cái đặc biệt nhé các bác nhé. Cái cao tốc này có một cái đặc biệt là đây là cái đường cao tốc chạy liên tục dài nhất Việt Nam mình. Đến cái thời điểm hiện tại là chưa có một cái đường cao tốc nào chạy liên tục dài như con đường này cả. Qua vừa rồi chúng ta cái đoạn mà cô chú như mình, các bác như mình chúng ta ngủ đấy ạ, đó là chúng ta qua tỉnh Vĩnh Phúc. Và hiện nay xe của mình đang có mặt ở trên địa phận của tỉnh Phú Thọ, à, quê đất tổ đấy không ạ. Mà trong cái dịp này đấy ạ, ở đây thì rất là nổi tiếng rồi. Bye.
Bye.
Thank you.
một điệu múa rất là tuyệt vời để gửi tặng tới tất cả các quý vị. Một điệu múa trên một nền nhạc mang tựa đề Cô Gái Paco. Xin mời các quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ đặc sắc này.
sông dài chuyển hóa dặn bao đàn tiên tươi xinh sáng chuyển lên trôi bao sông ánh sáng hồng tươi lưng đèn hoa với bóng cầu xanh ngắt hồn ta chuyển em trôi vào đêm chưa ạ?
Trời Yêu Thương do Công ty Cổ phần Truyền thông Chăm sóc Sức khỏe Sao Đại Việt và đã sáng tác ra, và câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe tổ 12 phường Trung Văn đã biên đạo trên nền nhạc này. Và có lẽ rằng đây là một bài hát rất ý nghĩa đối với Sao Đại Việt và rất ý nghĩa với lại tất cả quý vị chúng ta đang có mặt tại đây. Và vì thế nên quý vị hãy dành cho Sao Đại Việt, hãy dành cho câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe tổ 12 phường Trung Văn một tràng vỗ tay thật lớn với một bài hát rất ý nghĩa này. Và thưa quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với lại câu lạc bộ Dưỡng Sinh Viên 7 phường Cổ Nhuế 2 với một tiết mục Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Và quý vị thân mến, cứ mỗi một tiết mục và các nghệ sĩ của chúng ta di chuyển đến một sân khấu để động viên tinh thần cho các nghệ sĩ, quý vị ở phía dưới chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay và chúng ta cùng hướng mắt lên phủ sân khấu để chúng ta cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc này. Và quý vị chúng ta hãy dành cho câu lạc bộ Tinh Viên 7 phường Cổ Nhuế 2 một tràng vỗ tay thật lớn và chúng ta cùng thưởng thức tiết mục rất đặc sắc này. Xin mời.
và quý vị chúng ta dành cho vàng ánh trăng gói hội của cô chàng có tài thật lớn được không ạ? Và thưa quý vị, và chúng ta đang đến với lại những tiết mục giao lưu văn nghệ. Trước khi chúng ta sẽ đến với lại các tiết mục đăng ký dự thi chính thức trong buổi tối ngày hôm nay, và các tiết mục giao lưu văn nghệ của chúng ta và cũng đã thể hiện rất rõ nét rằng và các câu lạc bộ đến từ phường khác nhau, đến từ các câu lạc bộ khác nhau, chúng ta và có một cái tinh thần đam mê về văn nghệ, về nghệ thuật, và có lẽ rằng âm nhạc là một phần không thể thiếu trong tất cả các quý vị trong của chúng ta đang có mặt tại đây. Và ngay sau đây xin mời quý vị và chúng ta sẽ cùng đến với lại một tiết mục múa cây trúc sinh, một tiết mục giao lưu văn nghệ do câu lạc bộ Dưỡng Sinh Sân 10 phường Phú Diễn trình bày. Và quý vị chúng ta hãy dành cho câu lạc bộ Dưỡng Sinh Sân 10 Phú Diễn thêm một tràng vỗ tay thật lớn để cùng ạ. Dành một tràng vỗ tay thật lớn và chúng ta cùng thưởng thức một tiết mục rất đặc sắc.
Thank you.
Dạ vâng, và thưa tất cả quý vị thân mến, với những tiết mục giao lưu văn nghệ vừa rồi, và có lẽ rằng giờ khắc này là cái giờ khắc mà các quý vị của chúng ta sẽ được mong muốn những tiết mục dự thi tên văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay với những điều bất ngờ, và chúng ta sẽ cùng đến với lại những câu lạc bộ dương sinh có những tài năng văn nghệ và những tiết mục thật là đặc sắc nhất. Và thưa quý vị, vâng, chúng ta về với đêm liên hoan văn nghệ, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu ông Chu Duy Cận, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Một tràng vỗ tay từ tất cả quý vị ạ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Quốc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Chăm sóc Sức khỏe Sao Đại Việt. Xin được về phía ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Hạ, Phó Ban Đại diện quận, và Nguyễn Thị Trung, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh ngoài trời quận Bắc Từ Liêm, và Lê Thị Hoa Bắc, trưởng đoàn hành trình du lịch tự giác tâm quản lý bộ phận dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và cùng toàn thể ông bà cô bác là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và hội viên các câu lạc bộ có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa quý vị thân mến, để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên các câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc và câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe được tham gia các chương trình du lịch nhằm nuôi dưỡng và phát huy những giá trị tinh thần cao cả trong đời sống của lớp người cao tuổi, đồng thời góp phần tạo nên một nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người cao tuổi nói riêng. Bên cạnh đó, để tăng cường giao lưu học hỏi giữa các câu lạc bộ ở những địa phương khác nhau vì mục đích phát huy các mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, Công ty Cổ phần Truyền thông Chăm sóc Sức khỏe Sao Đại Việt, thành viên của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã tổ chức chương trình du lịch hành trình du lịch tự lần 3 với điểm đến đó chính là thành phố Sapa Mờ Sương. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát trực tiếp trên fanpage Sao Đại Việt với đường link www.facebook.com/tỏa sáng trời yêu thương. Và xin mời tất cả các quý vị, chúng ta sẽ cùng vào Facebook, mạng xã hội cá nhân của mình, và chúng ta là các thành viên tham gia, và chúng ta hãy chia sẻ những đường link này và trên trang cá nhân để mà chúng ta cùng check in Sao Đại Việt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và các quý vị, chúng ta hãy cùng dùng chiếc điện thoại của mình, và chúng ta hãy cùng vào fanpage của Sao Đại Việt, chúng ta chia sẻ vào cái đường link trong buổi tối hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ với lại những người bạn thân thiết của mình trên mạng xã hội Facebook. Và thưa tất cả các quý vị, các tiết mục dự các tiết mục dự thi của các câu lạc bộ dưỡng sinh trong buổi tối hôm nay của chúng ta sẽ có 7 tiết mục, và âm nhạc là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân loại nói chung và là của người cao tuổi nói riêng. Đó như là một phương pháp trị liệu tinh thần giúp chúng ta trở nên vui vẻ và sống được. Trong đêm liên hoan văn nghệ ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ dự thi sắc từ các câu lạc bộ tham dự. Và một phần không thể thiếu trong đêm văn nghệ ngày hôm nay đó chính là bộ phận ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực, những người công bằng công minh nhất để có thể đưa ra những số điểm làm sao cho đúng nhất và chuẩn nhất với các tiết mục văn nghệ dự thi của các câu lạc bộ. Và xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho thành phần ban giám khảo của chúng ta trong buổi tối ngày nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chu Duy Cận, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Quốc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Chăm sóc Sức khỏe Sao Đại Việt. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Hạ, Phó Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi quận Nam Từ Liêm. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Trung, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh ngoài trời quận Bắc Từ Liêm. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Hoa Bắc, trưởng đoàn hành trình du lịch tự giác tâm. Và chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào mừng ban giám khảo hội thi liên hoan văn nghệ ngày hôm nay. Và hy vọng rằng ban giám khảo của chúng ta sẽ thật là công bằng nhất, sẽ thật là công minh nhất để chúng ta sẽ có những số điểm để chấm điểm thật đúng với lại những tài năng văn nghệ đến từ các tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ dưỡng sinh đăng ký ngày hôm nay. Và thưa quý vị, các tiết mục dự thi của chúng ta sẽ có 7 tiết mục
và lần lượt từng tiết mục ạ. Và tiết mục dự thi đầu tiên đó chính là bài ca Trường Sơn trình bày Lê Hải câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc An Lạc. Tiết mục thứ hai Giá Tướng Bến Tre câu lạc bộ dưỡng sinh Sơn Nam phường Phú Diễn. Tiết mục thứ ba Võ Quạt Thăng Long câu lạc bộ dưỡng sinh Liên Đống phường Cổ Nhuế 2. Tiết mục thứ tư Nét Quê câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Mễ Trị Thượng. Tiết mục thứ năm tiết mục Võ Quạt Thăng Long khát vọng ngàn năm. Thăng Long khát vọng ngàn năm do câu lạc bộ dưỡng sinh Viên 7 phường Cổ Nhuế 2 thực hiện. Tiết mục thứ sáu Tổ Quốc gọi tên mình do câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe tổ 12 phường Trung Văn thể hiện. Và tiết mục cuối cùng tiết mục thứ bảy đó chính là tiết mục Hoa Thơm Bướm Lượn do câu lạc bộ dưỡng sinh Sơn Mười Phú Diễn sẽ thể hiện. Và thưa tất cả các vị, trước khi mà các quý vị của chúng ta đến với các tiết mục dự thi văn nghệ chính thức trong đêm nay, xin mời tất cả các quý vị chúng ta sẽ cùng đến với lại một nhạc phẩm mang tựa đề Liều Văn Vui do cô Dương Tẹo, hội viên dưỡng sinh phường Cáo Đỉnh trình bày. Và xin mời toàn thể tất cả các chủ nhiệm các câu lạc bộ dưỡng sinh, chúng ta sẽ cùng cô Dương Tẹo di chuyển và hiện diện trên một sân khấu này để chúng ta cùng tổng ca bài hát Liều An Vui. Và quý vị chúng ta hãy dành cho cô Dương Tẹo và các chủ nhiệm của các câu lạc bộ dưỡng sinh một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Và các câu lạc bộ chúng ta đăng ký các tiết mục văn nghệ dự thi chính thức trong đêm nay, vui lòng chúng ta hãy chuẩn bị thật kỹ để chúng ta sẽ cho tất cả ban giám khảo cũng như là các quý vị trong buổi tối nay sẽ đến với những món quà âm nhạc, những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc và tuyệt vời nhất. Và ngay sau đây xin mời tất cả các quý vị chúng ta sẽ cùng đến Liều Văn Vui. Và quý vị chúng ta hãy vỗ tay thêm một lần nữa thật lớn được không ạ?
xin một tràng vỗ tay thật lớn người quý vị ở phía dưới ạ. Và có lẽ là ngay sau đây xin mời tất cả các cô, xin mời các cô chúng ta cùng nán lại sân khấu một ít phút ạ. Và một lần nữa xin mời các cô chủ nhiệm của các câu lạc bộ sẽ cùng nán lại khu vực sân khấu ạ. Và có lẽ rằng ban tổ chức chúng tôi thấy là rằng các cô chủ nhiệm chúng ta có những cái giọng ca khi mà chúng ta hòa hợp với nhau nó rất là tuyệt vời. Và ngay sau đây và các cô chúng ta cùng nán lại sân khấu để chúng ta cùng thể hiện thêm một nhạc phẩm nữa để dành tặng cho tất cả các quý vị trong buổi tối hôm nay, cũng như là tạo thêm năng lượng và động viên cho các tiết mục dự thi trong buổi tối ngày hôm nay. Và một nhạc phẩm tiếp theo xin mời các cô chúng ta cùng hòa âm và chúng ta cùng thể hiện những cái giọng ca vàng của mình trên nền nhạc Người Tôi Yêu Tôi Thương. Và xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe và vỗ tay thật lớn được không ạ? Chúng ta đều yêu thương trong đêm nay. Và quý vị, chúng ta hãy dành cho những người tôi yêu tôi thương thêm một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, và thưa tất cả các quý vị, tôi nghĩ một lần nữa xin được thông báo chương trình giao lưu văn nghệ của chúng ta với các tiết mục văn nghệ dự thi này sẽ chính thức được live stream và phát sóng trực tiếp trên và fanpage của Sao Đại Việt với đường link www.facebook.com/toasangtroiyeuthuong. Và các quý vị, chúng ta hãy dùng chiếc điện thoại smartphone của mình và chúng ta sẽ cùng đăng nhập vào link Facebook này để chia sẻ cái đường link phát trực tiếp trong buổi tối ngày nay, để chúng ta cùng lan tỏa những cái giá trị trong hành trình và hành trình du lịch tự giác tâm của chúng ta, và chúng ta cùng lan tỏa những điều tuyệt vời nhất trong chương trình liên hoan văn nghệ đêm nay. Và các quý vị, chúng ta hãy cùng dùng chiếc điện thoại của mình ạ.
Và thưa các quý vị, chúng ta sẽ có một phần thưởng quý vị của chúng ta tham dự chương trình. Hãy để lại họ tên và số điện thoại và câu lạc bộ để chúng ta sẽ có cơ hội nhận quà và được tặng phiếu mua hàng ưu đãi, mua 2 hộp sữa đông trùng hạ thảo 900g, được tặng 3 hộp sữa đông trùng hạ thảo 400g, mua 2 hộp sữa Milk Kodoka 900g, được tặng 3 hộp sữa Milk Kodoka 400g. Và hành trình du lịch tự giác tâm lần thứ 3 của chúng ta đã khởi hành. Và chúng ta đã có từ bi hỷ xã Bình An đã đưa hơn 130 cô bác hội viên của 9 câu lạc bộ trong hệ thống Sao Đại Việt bảo trợ thủ đô Hà Nội lên thành phố Sa Pa mùa xương. Và trước khi các câu lạc bộ tích cực tập luyện tiết mục văn nghệ để tham dự đêm liên hoan văn nghệ, chắc chắn rằng đêm nay sẽ là một đêm khó quên bởi niềm vui và những nụ cười của cô bác sẽ sưởi ấm trái tim mỗi người tham dự chúng ta. Và bởi tinh thần sống vui, sống khỏe của nắng chiều sẽ tiếp thêm động lực sống lạc quan cho mỗi quý vị. Và ngoài phần các tiết mục dự thi, chúng ta sẽ có phần giao lưu với các khán giả xem chương trình với những phần quà hấp dẫn dành cho những người may mắn. Và các quý vị khán giả, chúng ta đang ở đường link và live stream của Sao Đại Việt. Các vị của chúng ta vui lòng và chúng ta vui lòng nhận những giải thưởng. Và Sao Đại Việt sẽ có những cái phần thưởng trao giải cho các tiết mục văn nghệ có khán giả yêu thích nhất, cho tiết mục được nhiều người bình chọn nhất trên Facebook và giải thưởng khán giả yêu thích nhất. Cách thức bình chọn tất cả các quý vị khi mà đang xem chương trình này, vâng, hãy để lại bình luận theo mẫu cú pháp câu lạc bộ hoặc tiết mục dự thi giải nhất, kèm theo chia sẻ công khai clip liên hoan văn nghệ làm đủ 2 bước được tính là hợp lệ và câu lạc bộ đó được tính 1 điểm. Lưu ý, mỗi một nick Facebook của chúng ta sẽ được tính 1 lần cho một câu lạc bộ hoặc một tiết mục. Giải thưởng sẽ thuộc về câu lạc bộ nào có nhiều điểm nhất. Thời gian xét giải bắt đầu từ lúc truyền hình trực tiếp và công bố giải thưởng vào chương trình live stream vào tối vào 8:30 thứ bảy ngày 8/5/2021. Giải thưởng của chúng ta đó chính là cờ cộng 500.000 đồng tiền mặt. Và các quý vị, chúng ta hãy dành cho ban tổ chức chúng ta thêm một tràng vỗ tay thật lớn. Và các quý vị khán giả, chúng ta đang xem live stream trực tiếp trong đêm nay, vui lòng hãy nhớ cú pháp và chúng ta sẽ cùng bình chọn cho câu lạc bộ các tiết mục dự thi mà chúng ta yêu thích đêm nay. Và ngay sau đây xin mời tất cả các quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lại tiết mục dự thi đầu tiên. Một tiết mục sẽ đưa tất cả các quý vị chúng ta quay trở về một chiến trường xưa. Một bài hát sẽ gợi lại cho tất cả các quý vị của chúng ta đang ngồi đây về mảnh đất Trường Sơn. Và tiết mục dự thi đầu tiên trong đêm nay, các quý vị của chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón sự trình bày của Lê Hải, câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc An Lạc với bài hát bài ca Trường Sơn. Xin mời quý vị của chúng ta cùng thưởng thức và lắng nghe. Và các quý vị khán giả, chúng ta đang xem live stream, chúng ta hãy xem thật kỹ và chúng ta hãy nhớ cú pháp bình luận cho riêng mình. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị. Chúng ta đến với một điệu múa rất là duyên dáng. Vâng, của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Sơn Đăng phường Phú Diễn trên nền Giàn Đứng Bến Tre. Và có lẽ rằng các quý vị, vâng, chúng ta đang ở khu vực thị trấn Sapa xinh đẹp này. Với tiết mục vừa rồi, câu lạc bộ Dưỡng Sinh Sơn Đăng phường Phú Diễn đã đưa tất cả các quý vị của chúng ta trở về với lại miền Tây sông nước với một bài hát Giàn Đứng Bến Tre, và đặc biệt hơn đó chính là những điệu múa rất tuyệt chuyển này. Và thưa quý vị, tiết mục dự thi thứ ba của chúng ta sẽ đưa các quý vị quay trở về khu vực thủ đô Hà Nội, quay về kinh thành Thăng Long xưa. Chúng ta sẽ cùng đến với sự thể hiện, sự trình diễn của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Liên Đống phường Cổ Nhuế 2 với một tiết mục võ quạt Thăng Long. Xin mời tất cả các quý vị chúng ta cùng vỗ tay thật lớn và chúng ta sẽ cùng thưởng thức một điệu múa rất tuyệt vời này. Chúng ta
quay trở về với những khúc nhạc xưa để chúng ta hồi tưởng lại một kinh thành Thăng Long, một kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến qua điệu múa quản vừa rồi. Và có lẽ rằng các quý vị ở phía dưới chúng ta đã có những nhận xét, chúng ta đã có những bình luận, cũng như chúng ta đã có những số điểm để dành cho tiết mục võ quản Thăng Long này. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với lại một nét về quê hương do câu lạc bộ Dưỡng Sinh Kinh Lạc Bế Trị Thượng sẽ thực hiện và sẽ biểu diễn. Và quý vị, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng đón nhận một tiết mục văn nghệ dự thi. Tiếp theo đó chính là tiết mục dự thi Nét Quê. Xin mời các quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Đặc sắc không ạ? Xứng đáng được điểm cao không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta đã trải qua 4 tiết mục dự thi. Mỗi tiết mục của chúng ta đều có những phần đặc sắc, có những phần ấn tượng riêng. Và có lẽ rằng rất khó cho các quý vị đang xem live stream này để chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta bình chọn cho câu lạc bộ có tiết mục dự thi hay nhất. Và đây cũng là một điều rất là khó cho ban giám khảo của chúng ta, là những người cầm cân đẩy mực, làm sao mà theo tiêu chí chấm điểm và cố gắng chấm điểm là một cách tốt nhất. Và thưa tất cả các quý vị, vâng, trong chương trình ngày hôm nay, ngoài những tiết mục dự thi văn nghệ rất ấn tượng, rất đặc sắc ra, chúng ta còn có một chương trình, đó chính là tìm ra những thành viên may mắn khi mà các quý vị chúng ta hội tụ trong đêm tiệc liên hoan văn nghệ này. Và ban chiến thắng của Tuấn Linh hiện tại đang cầm đây chính là 130 lá phiếu may mắn đã có ghi tên, họ và tên, câu lạc bộ và phường của tất cả các quý vị khi mà chúng ta đến và tham dự trong chương trình liên hoan văn nghệ. Và trong chương trình liên hoan văn nghệ này, ở cuối chương trình sẽ có một chương trình bốc thăm may mắn tìm ra 5 thành viên may mắn nhất. Vâng, những lá phiếu đã được ghi tên tất cả các thành viên tham gia trong chương trình hành trình du lịch tự giác tâm lần 3. Và những lá phiếu này sẽ được bỏ vào hộp và sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra 5 hội viên nhận quà. Và phần thưởng xin phép được giữ bí mật đến cuối chương trình, chỉ được bật mí cho tất cả các quý vị. Phần thưởng của chúng ta đây là một phần thưởng vô cùng có giá trị, rất ý nghĩa về cả vật chất và tinh thần. Và thưa tất cả các quý vị, chúng ta lại quay trở lại chương trình dự thi văn nghệ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với lại câu lạc bộ dưỡng sinh viên 7 phường Cổ Nhuế 2 với một tiết mục nói về Thăng Long khát vọng ngàn năm. Và quý vị của chúng ta xin mời cùng thưởng thức một tiết mục đặc sắc này. Oh,
Phải nói rằng thưa quý vị rằng đây
là một cái buổi rất ý nghĩa đối với tất cả những thành viên của chúng ta đang có mặt tại khu vực hội trường ngày hôm nay, hay các thành viên mà đang xem livestream trực tiếp trên đường link trên Facebook. Một tiết mục đã thể hiện được một tấm lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, và đó chính là tiết mục Tổ quốc gọi tên mình do câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe tổ 12 phường Trung Văn thể hiện. Và có lẽ rằng đây là một tiết mục sẽ giành được rất nhiều những tình cảm của khán giả và các quý vị đang có mặt tại đây. Và thưa quý vị, chúng ta còn một tiết mục văn nghệ dự thi cuối cùng, và chúng ta đã được trải qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất. Chúng ta đã có được những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, những hào khí hào hùng của Thăng Long xưa, hay những tiếng gọi của Tổ quốc, và hay những cái vũ điệu đến từ miền Tây sinh nhất Giang Hưng Bến Tre. Và tiết mục cuối cùng này sẽ đưa các quý vị của chúng ta sẽ đến với một trong những bất ngờ và cung bậc cảm xúc tiếp theo. Và quý vị, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho câu lạc bộ Dưỡng Sinh Sân Phú, Sân Mười, Phú Diễn ạ. Với tiết mục Hoa Thơm Bướm Lượn, xin mời các quý vị của chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, đó chính là tiết mục Hoa Thơm Bướm Lượn do câu lạc bộ dưỡng sinh Sân Mười Phú Diễn trình bày. Và đây cũng là tiết mục thứ bảy, tiết mục cuối cùng trong các tiết mục dự thi văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Và các quý vị thân mến, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng cảm ơn và chúc mừng cho các câu lạc bộ đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và thưa quý vị, trong thời gian ban giám khảo tập hợp việc của các câu lạc bộ của chúng ta cũng đều rất hay, rất đặc sắc và cũng đã thể hiện được trọn vẹn những tình cảm của những thành viên trong đội văn nghệ của mình yêu thích văn nghệ muốn gửi gắm tới hội trường, tới sân khấu trong buổi tối hôm nay. Và có lẽ rằng bộ phận ban giám khảo của chúng ta đang rất đau đầu để chấm điểm làm sao cho nó sát nhất, cho nó công bằng, cho công minh nhất và cũng không để sót bất cứ một tiết mục nào để có thể làm phần lòng cho các câu lạc bộ. Và quan trọng hơn nữa đó chính là các quý vị khán giả chúng ta đang xem truyền hình trực tiếp, đang xem live stream. Các quý vị của chúng ta hãy nhớ soạn cú pháp theo hướng dẫn của ban tổ chức và các quý vị hãy bình chọn cho tiết mục các quý vị yêu thích nhất. Ban tổ chức của chúng tôi sẽ tổng hợp lại số lượt like, số lượt bình chọn và sẽ có một phần thưởng dành cho câu lạc bộ tiết mục văn nghệ nào chúng ta được nhiều sự bình chọn trên live stream nhất. Và xin được cảm ơn các quý vị. Và thưa tất cả các quý vị thân mến, trong thời gian mà ban giám khảo tập hợp điểm và thông báo kết quả, xin mời quý vị chúng ta cùng tham gia một mini game nho nhỏ dành cho các vợ chồng của chúng ta đang hội tụ tại khu vực hội trường ngày hôm nay và tham gia chương trình du lịch lần 3. Và cho phép Tony xin được hỏi ạ, có cặp vợ chồng của các bác nào chúng ta đang ngồi cùng nhau xin mời nắm tay nhau và giơ cao cánh tay của vợ chồng mình lên được không ạ? Dạ. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta cùng một chương trình bốc thăm trúng thưởng tìm ra 5 thành viên may mắn nhất trong đêm hội này. Và món quà dành cho 5 thành viên may mắn này rất giá trị. Vì thế, các quý vị của chúng ta hãy nán lại cho đến cuối chương trình biết đâu rằng vâng, mình sẽ là người nằm trong số 5 thành viên may mắn trong ngày hôm nay. Và tôi xin phép được xứng tên các cặp vợ chồng mà chúng ta đã tham dự đến và tham dự trong chương trình du lịch lần 3 này. Vâng, xin được chào đón sự hiện diện trên một sân khấu của cặp vợ chồng Vũ Thị Nguyệt, Quảng Thiện Khoa. Vâng, cho phép tôi xin được hỏi Vũ Thị Nguyệt, Quảng Thiện Khoa đang có mặt tại hội trường này không ạ? Vâng, xin mời hãy thể hiện tình cảm son sắt của cặp vợ chồng mình cùng nắm tay nhau lên khu vực sân khấu ạ. Xin được trân trọng giới thiệu Nguyễn Thị Thanh Hương và Chu Duy Cận ạ. Xin được trân trọng giới thiệu Cao Thị Tương và Nguyễn Văn Công. Xin được trân trọng giới thiệu Nguyễn Kim Hoa và Đặng Mai Minh Châu. Xin được trân trọng giới thiệu Bùi Mai Dung và Lê Thị Hòa. Xin được trân trọng giới thiệu Lê Thị Sinh và Hoàng Việt Hùng. Xin được trân trọng giới thiệu Nguyễn Thị Xuyến và Nguyễn Tình Thủy. Xin được trân trọng giới thiệu Phan Thị Phúc và Tố Tình Trung. Xin được trân trọng giới thiệu Đào Thị Thảo và Quách Duy Tiến. Xin được trân trọng giới thiệu Đặng Văn Lân và Vũ Thị Dậu. Xin được trân trọng giới thiệu Nguyễn Thị Hợi và Đào Tức Lợi. Xin được trân trọng giới thiệu Nguyễn Thị Loan và Phạm Văn Phóng. Xin được trân trọng giới thiệu Phạm Thị Hảo và Đỗ Khắc Thắng. Xin được trân trọng giới thiệu Nguyễn Thị Nguyệt và Lê Hải. Xin được trân trọng giới thiệu Vũ Thị Bích Lan và Bùi Đức Thông. Xin được trân trọng giới thiệu Trương Thị Bi và Ngô Viết Duật. Xin được trân trọng giới thiệu Lê Duy Nghĩa và Phạm Thị Mị. Và xin mời các cặp đôi, các cặp vợ chồng có tình cảm son sắt với nhau vừa được Tuấn Linh xứng tên, xin mời chúng ta cùng dắt tay nhau lên một sân khấu. Và sẽ có một mini game nhỏ, chắc chắn rồi các cặp vợ chồng chúng ta có mặt trên một sân khấu này sẽ nhận được một phần thưởng tri ân đến từ ban tổ chức cũng như là ban lãnh đạo. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện trên một sân khấu của ông Đặng Quốc Hiệp và bà Lê Thị Hoa sẽ cùng hiện diện trên khu vực sân khấu, sẽ có những món quà tặng cho các cặp đôi, các vợ chồng son sắt của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời.
Vâng, xin được trân trọng kính mời ông Đặng Quốc Hiệp và bà Lê Thị Hoa. Tặng giá trị vật chất không nhiều, nhưng đó là tình cảm, là sự trân quý mà Sa Đại Việt muốn cảm ơn và dành tặng cho các cặp đôi, các cặp vợ chồng mà chúng ta đã cùng nhau tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Vợ chồng nghĩa nhân tình sâu, yêu nhau đến lúc vạn đầu còn thương. Và đó chính là nội dung và bức tranh mà Sa Đại Việt muốn gửi gắm đến tất cả các quý vị. Và xin được cảm ơn ông Đặng Quốc Hiệp và bà Lê Thị Hoa Bắc đã trao những món quà rất tuyệt vời, rất ý nghĩa này. Và chúc cho các cặp vợ chồng của quý vị chúng ta sẽ đúng như câu thơ vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, yêu nhau đến lúc vạn đầu còn thương, và sẽ cùng sâu đậm hơn, và chúng ta sẽ cùng ở bên nhau đến đầu vạn răng long với một món quà dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng thể hiện đây đó chính là một tình cảm mà Sa Đại Việt muốn gửi tặng tới tất cả các vị. Đó cũng là một lời tốt nghiệp mà Sa Đại Việt muốn nhắn nhủ tới các cặp vợ chồng trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta hãy dành thêm một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Xin được cảm ơn ông Đặng Quốc Hiệp và bà Lê Thị Hoa Bắc ạ. Xin mời hai bà sẽ đứng cùng các cặp vợ chồng để chúng ta có một buổi lưu niệm, ghi lại một khoảnh khắc thật là đáng nhớ này. Một món quà rất ý nghĩa mà ban tổ chức công ty cổ phần Sa Đại Việt cũng gửi tặng tới, và đó chính là những bức tranh. Và có lẽ rằng là sau phần chụp hình lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này, xin mời các cặp vợ chồng chúng ta cùng đá lại buổi sân khấu để chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một mini game nho nhỏ để chúng ta cùng hiểu nhau hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Đặng Quốc Hiệp và bà Lê Thị Hoa Bắc ạ. Và các bác thân mến, chúng ta đã cùng dắt tay nhau và chúng ta đã hội tụ nhau tại đây, và ban tổ chức còn một món quà nữa để gửi tặng cho các bác. Nhưng món quà này sẽ phải vượt qua một thử thách nho nhỏ để cho tất cả các thành viên của chúng ta. Vâng, xem cặp vợ chồng nào sẽ xứng đáng nhận quà, xem cặp vợ chồng nào của chúng ta sau bao nhiêu năm tháng chúng ta ở bên nhau, vâng, chúng ta sẽ thật sự hiểu nhau hơn. Và có lẽ rằng ban tổ chức tôi sẽ có 4 món quà nữa dành tặng cho các quý vị, các cặp đôi vợ chồng này. Và thưa quý vị, mini game của chúng ta rất đơn giản thôi. Và các quý vị của chúng ta ngay tại khu vực sân khấu này đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến đây với lại một bộ game. Một bộ game là nó liên quan đến ngữ pháp của đất nước Việt Nam ta. Qua bao nhiêu năm tháng ngữ pháp đã hình thành. Và có một câu nói rằng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Ngữ pháp Việt Nam chứng tỏ rất khó đúng không ạ? Và các quý vị của chúng ta sẽ đến với một bộ game trên một sân khấu này. Đó chính là bộ game đối từ. Và rất đơn giản, sẽ có một từ đơn được đưa ra. Các quý vị của chúng ta sẽ phải tìm thêm một từ đơn nữa trong ngữ pháp Việt Nam của mình, và chúng ta ghép vào từ đơn đó để tạo ra thành một từ ghép có hai từ có nghĩa nhất. Và các quý vị, chúng ta không dùng những từ lái, ví dụ như xinh xinh, xanh xanh, chúng ta không dùng. Và sâu 1, sâu 2, sâu 3, cô có câu trả lời không ạ? Sâu gió. Sâu gió, đúng rồi. Đây có phải là ông xã mới được không ạ? Vâng, và đưa ra một từ rất khó cho ông xã của mình. Gióm á, gióm gì ạ? Một, hai, ba, có câu trả lời không ạ? Dạ, một chàng vỗ tay được không ạ? Vâng, cảm ơn bác. Cái từ gióm này phải nói rằng là cái từ này rất khó các quý vị. Người vợ loan luôn người chồng của mình một cách rất nhanh chóng.
Và chúng ta sẽ đến với lại từ tiếp theo. Du lịch, lịch gì? Lịch sử. Lịch sự, sự gì ạ? Sự tích, tích gì ạ? Tích tắc. Tích tắc. Tắc đường, đúng rồi ạ. Đường gì ạ? Đường trắng, trắng gì cô? Trắng tinh. Trắng tinh, tinh gì ạ? Tinh bột. Tinh bột, bột gì? Bột gạo, gạo gì ạ? Nếp gì ạ? Nếp hương, hương gì ạ? Hương thơm, thơm gì? Thơm lừng. Lừng gì ạ? Lừng lẫy. Lẫy ạ? Xin mời lẫy gì ạ? Lẫy lợi. Lẫy lợi có nghĩa không ạ? Cho cháu hỏi lẫy lợi có nghĩa không ạ? Không có đâu. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Vâng, lấy lại lại không không. Vâng. Và ngày hôm nay chúng ta và xin mời từ thịt gà, gà gì? Gà mía. Đừng có mía xe nữa nha. Và xin mời mía gì ạ? Mía ngọt ngọt gì ạ? Ngọt đậm. Ngọt đậm, đậm gì? Đậm đà đà gì? Đà điểu. Đà gì ạ? Đà điểu, điểu gì ạ? Điểu 1, điểu 2, điểu 3. Vâng, xin mời cô. Các quý vị, có mỗi một người chưa bị loại vui lòng vỗ tay thật lớn động viên tinh thần cho. Rồi tiếp tục, lại quay trở về với bác. Có một bộ đồ lính rất đẹp, một màu xanh của lính. Đại Việt ạ, Việt gì? Việt Nam. Việt Nam, Nam gì ạ? Nam Quốc. Bắc gì ạ? Bắc Giang. Bắc Giang, Giang gì? Giang dở. Dở gì ạ? À, dở Giang ạ. Giang dở, dở Giang, dở Giang ở Phạm Luật Chơi. Nhưng ngoài cái từ dở Giang ra thì từ dở ghép cái từ nào nữa? Giang dở hơi, đúng rồi. Vâng, hơi gì ạ? Hơi thở, thở gì? Mạnh gì ạ? Mẽ gì ạ? Hành trình du lịch tự giác tâm lần 3. Mỗi một hội viên khi mà tham gia sẽ được các nhiếp ảnh gia chụp ảnh cá nhân. Tổ chức sẽ chọn bức ảnh đẹp nhất của mỗi hội viên và đăng lên fanpage Sao Đại Việt với đường link www. Vâng, xin mời các câu lạc bộ khi được xướng tên câu lạc bộ của mình, chúng ta hãy cử đại diện lên phần sân khấu để nhận lá cờ lưu niệm đến từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Ngoài Trời quận Bắc Từ Liêm. Xin được trân trọng kính mời câu đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh phường Phú Diễn. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh phường Cổ Nhuế 1. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh viên 7 Cổ Nhuế 2. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Liên Đống Cổ Nhuế 2. Và xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Sơn Năm Phú Diễn. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Sơn 10 Phú Diễn. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Vinh Lạc An Lạc. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Tự Chăm Sóc Sức Khỏe Tổ 12 Trung Văn. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Vinh Lạc Mễ Chỉ Thượng. Xin mời các đại diện của các câu lạc bộ vừa được xưng tên, chúng ta sẽ cùng hiện diện trên một sân khấu và chúng ta nhận một món quà rất ý nghĩa, đó chính là một lá cờ lưu niệm đến từ ban tổ chức Sao Đại Việt của chúng ta. Không làm phiền, không làm mất thời gian tất cả các quý vị đêm nay nhiều hơn nữa. Tuấn Linh xin phép được công bố giải nhất của chương trình Thi Văn Nghệ trong đêm nay. Xin được vinh danh chúc mừng các thành viên đến từ câu lạc bộ. Câu lạc bộ nào ạ? Số mấy ạ?
độ tổ 12. Xin được vinh danh và chúc mừng, không phải số 5, chúng ta có số 12 ạ. Câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe tổ 12 phường Trung Văn đã đạt được giải nhất với số điểm rất cao do ban giám khảo rất công minh và công bằng và chấm điểm rất sát với lại tiết mục ạ. Vâng, tổ quốc gọi tên mình này, đây là một tiết mục rất đặc sắc, rất ấn tượng. Và xin mời ạ, và đại diện của câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe tổ 12 phường Trung Văn sẽ tiến lên phía trước. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Duy Hà sẽ cùng hiện diện trên một sân khấu và trao giải thưởng cho nhất nhì. Và năm câu lạc bộ còn lại, chúng ta đã có tiết mục rất tuyệt vời và chúng ta đã thể hiện được những tài năng của chúng ta trong buổi tối ngày nay, và chúng ta đều đạt được đồng giải ba toàn đoàn ạ. Và một tràng vỗ tay để chúng ta cùng chúc mừng cho 7 câu lạc bộ. Xin chào kính mời đại diện của câu lạc bộ dưỡng sinh Xuân Năm phường Phú Diễn ạ. Xin được trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ dưỡng sinh Liên Lũng phường Cổ Nhuế 2 ạ. Xin được trân trọng kính mời tiến lên phía trước câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Đàng tổ 3 Mễ Chỉ Thượng. Và xin mời đại diện của câu lạc bộ dưỡng sinh Xuân Mười Phú Diễn sẽ tiến lên phía trước một bước ạ. Dạ vâng, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Đặng Quốc Hiệp ạ, sẽ lên trao những món quà dành cho các đội đồng giải ba trong buổi tối nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Và các quý vị, chúng ta vỗ tay thật lớn trước khi. Và quý vị chúng ta thân mến, chúng ta còn một phần nữa, một phần rất quan trọng, tìm ra 5 hội viên may mắn của chúng ta trong đêm nay. Và hãy nhớ rằng trong hộp phiếu của chúng ta có tên đầy đủ 130 thành viên, 130 hội viên có tên trong những lá phiếu này. Mãi mãi bình an, cho về mãi thân hôm nay.
diệt trừ bán ngã của ta, đời vui ung dung ta bước, cho dù mai có cách xa ta đi tìm về chính mình. Diệt trừ bán ngã của ta, bình minh hân hoan chờ đón, chiều về tâm sáng thương yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chính mình, diệt trừ bản ngã của ta, đời vui ung dung ta bước, cho dù mai có cách xa, ta đi tìm về chính mình, diệt trừ bản ngã của ta, bình minh hân hoan chờ đón, chiều về tâm sáng thương yêu. Hôm nay tôi có ý kiến, khi chuyến đi
và hành trình tự giác tâm của bên sau đại viện. Chuyến đi này theo như tôi là tôi có ý kiến chuyến đi này rất là tốt. Cái thứ nhất là đảm bảo cho các cụ đi đến nơi và lo cho các cụ từ những bước đi, từ những giấc ngủ và từ những bữa ăn cho các cụ. Nhưng chẳng may trong một thời gian vừa rồi là nó bị mưa thì chúng tôi có rất là khó khăn, vì khi đây là thời tiết thay đổi chứ không phải là do của trong cái chuyến đi của chúng tôi. Nay cái chuyến đi là do một trận mưa rất là to, khi chúng tôi lên trên đỉnh Avang thì khó khăn, cho nên tất cả chúng tôi đều phải dừng lại, chỉ được một số để lên trên. Nhưng vì có một cái chuyến xe đường, một cái chuyến đi như thế này, chúng tôi cảm thấy là rất vinh dự là chúng tôi được lời mời và cũng được các vị thông báo cho chúng tôi đi một cái chuyến hành trình thức giác tâm lần thứ ba. Khi chúng tôi đi, chúng tôi cảm thấy trong tâm rất là vui vẻ, rất là phấn khởi và cũng mang đầy tràn những niềm vui, những tình thương, tình cảm và tất cả mọi người cùng đi cùng. Khi tôi có một ý kiến nho nhỏ là trong cái đợt mà chúng tôi đi, lúc đi thì rất thuận, trên đường đi rất là vui vẻ và tốt. Nhưng khi đến ngày hôm sau, mưa to, gió hơi lớn, cho nên chúng tôi hơi buồn một chút buổi sáng. Nhưng về buổi chiều thì từ lúc bắt đầu 12 giờ kém 10 thì trời rất là nắng, ráo đẹp. Nhưng lúc đó chúng tôi đã phải di chuyển về nơi để ăn buổi trưa và chuẩn bị trong cái văn nghệ thể dục của buổi trưa. Và tôi cũng có một chút ý kiến của văn nghệ của chiều của tối hôm qua. Khi buổi tối hôm qua là bên sao Đại Việt có tổ chức trong một đêm văn nghệ là thi cử, thi những tiếng hát hay, những điệu múa đẹp, những cái thể dục thể thao. Thì trong đó có hai môn thể dục thể thao thì chúng tôi cũng có phần một chút chấm, hơi thiên về một chút về bên thể dục thể thao. Còn bên văn nghệ thì đấy là bên văn nghệ sẽ phát huy trong văn nghệ cho vui vẻ, tươi trẻ và cho mang cái tấm lòng hồn nhiên để mang những niềm vui và những tiếng cười, những cái rộn rã cho tất cả mọi người, tập trung vào như trong tình thương, tình cảm cho anh em và chị em. Thế thì tôi cũng xin hết, tôi chỉ có lời thế thôi. Tôi là Nguyễn Thị Giới, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Thì hôm nay thì tôi được tham gia chương trình tự giác tâm lần thứ ba. Thực lòng là hai lần trước là tôi bị nhỡ cơ hội, lần này được tham gia là tôi thấy rất là vui. Trong qua cái buổi sáng ban ngày, cả ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay cho đến tận bây giờ thì tôi thấy rằng là cái buổi hành trình tự giác tâm lần này, lần trước thì tôi không đi, không quan sát, không biết, nhưng mà đúng lần này là rất là vui. Và một cái ấn tượng mà tôi nghĩ rằng là sau này mãi mãi tôi không thể quên được, đó là trời mưa rất là to và gió thì rất lạnh mà chúng tôi vẫn leo được lên đỉnh Phan Xi Păng. Đấy là một kỷ niệm rất đẹp và chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Phú Diễn, cùng thay mặt các cái hội viên mà đã tham gia lần này, chúng tôi xin cảm ơn bên cộng đồng Sao Đại Việt đã tổ chức được những cái buổi vui như thế này. Tôi cũng nghĩ rằng là đây là một cái dịp mà để cho nó như là một cái nhịp cầu nối những nồi vụn, những bờ vui cho các hội viên, các câu lạc bộ để học hỏi lẫn nhau này, rồi để chia vui cùng nhau. Thì đó là một cái điều rất bổ ích, như là món ăn, một tinh thần cho hội viên của chúng ta. Và tôi cũng mong rằng sau Đại Việt, cộng đồng sau Đại Việt làm sao mà cũng mỗi năm tổ chức được một vài lần đi như thế này thì rất là... Lần này thì đúng là thời tiết thì không thuận lợi, nhưng tôi thấy rằng là ý chí và cái niềm tin của hội viên đúng là tự giác tâm thật. Cái tâm mà mình đã sáng suốt, mà đã có một cái tâm để muốn vượt qua là vượt được hết. Thì một lần nữa là xin cảm ơn sao Đại Việt, xin chúc sao Đại Việt lúc nào
tổ chức cái gì là thành công cái đó. Xin hết ạ.